không muốn hứa thật nhiều, chỉ muốn em thấy anh làm bao nhiêu, muốn cùng em thì thật xa và muốn nói em nghe bao điều. Ấy vậy em à, về nhà với anh được không? Đã thương yêu nhau thật lòng thì đừng bắt anh phải chờ mong. Giờ em có muốn từ chối thì cũng phải yêu anh mà thôi, bởi vì ngay lần đầu gặp nhau cũng là trong tính toán của anh rồi.